Đường bà nó bị vậy đó, con lấy cái quần lót của mình đó, mày đốt, đốt cho cháy thành tro vậy đó, cái con để vô cái tô cái chén, con chế nước sôi vô, mình đậy hùm lại lát chắc nước nó uống cái nó thở cái kỳ. Bà rang cho thơm, cái bà để một chai mười mấy hai chục hộp thì bà nhét đó. Nếp mà lột bằng móng tay không tư? Ừ, bà lấy đầu mình dễ, cái đó rồi, con để đồ rồi, con cà cũng trong rồi. Biết bao nhiêu cho đủ? Ông cũng một chai lấy vài ba chai hả? Dạ. Bà để, bà nói để nữa tao má làm cho mày uống coi. Ông nhận uống còn hơn whisky của Mỹ nó thơm á. Dạ. Chỉ nếp rang cho thơm vậy thôi, để vô nhét vô. Đó là rượu cần đó không? Rượu cần. Cũng nước đục đục mà khi có nếp mình rang nó vàng đó, ảnh đổ ra màu vàng vàng. Dạ. Uống cũng chát chát, chua chua vậy để mà nó thơm. Như rượu cần mình ra Bình Phước đây là có người dân tộc người ta nấu rồi không? Thiếu gì, ở Bình Dương bây giờ nó cũng mấy quán nhậu nó bán thóc nhóc thiếu gì. Như mình tới mấy cái nhà người dân tộc luôn á, cho nó rượu cho nó chắc chắn vậy đó. Nó chỗ nó nấu nó bán riêng chỗ khách du lịch á, chứ nó, dân tộc nó không có bán cho con đâu. Dạ. Yeah. Để trong nhà uống từ con, vợ, mày cháu nội, cháu ngoại, mày dọn cơm ra thằng nào cũng tô. Nhà không phải uống rượu như mình đó. Tự ở nhà nấu uống vậy không có bán ngoài không? Không. Còn nó bán đó mấy công ty để nấu là rượu bán mà thành ra nó pha tùm lum tà la đó, uống không còn rượu cần. Yeah. Rượu cần nguyên thủy con uống nó chua chua chát chát. Yeah. Mà nó chịu say mày là không biết đường đi. Yeah. Cửa nó say tao một tuần lễ đi Sài Gòn nằm tuần luôn. Yeah. Bỏ ăn bỏ uống rượu nữa, ngồi không nổi. Nằm trên xe bò cũng như mình nằm ở dưới cái dòng nước sấy hay gì đó. Bây giờ nóc nhà gì nó lộn sợ quần hết đó. Quay quay không ta? Quay. Quay trai hoài. Kỳ hết. Đúng lý ra là rượu mà tốt rồi nó xỉn, nó mau tỉnh lắm. Ừ, nấu nếp. Mấy bà nấu nếp, mấy bà ấy rồi lấy men, mấy bà men, mấy bà ủ cặp vách nhà nè. Dạ. Yeah. Bẻ miếng men cái đâm ra bóp. Với cơm nếp nấu rồi đó. Yeah. Trấu với cây thuốc đó bà đâm lộn xộn trộn cho đều rồi cái nhận vô cần nhận. Yeah. Như cái hũ cái ché đó. Yeah. Rồi cái, lấy cái miếng dùa hay là, ở trong đó người ta không có mũ như mình đâu. Yeah. Lấy miếng dùa hay gì đó người ta mới ấy nhồi tro sành sệt cái trét xung quanh cứng nó không đi hơi. Yeah. Rồi để 1 tháng vậy đó uống à. 1 tháng không ta? Đúng 1 tháng 30 ngày. Dạ. Yeah. Khui ra một cái nực nồng rồi rút ra mấy lít rượu cốt. Đút cần vô rút mấy lít rượu cốt rồi mới đổ nước vô uống. Chứ không có men hả ông ta? Có, men nó trộn đóng cơm nếp nãy bác nói đó. Dạ dạ dạ. Trộn rồi. Với cái cây rượu cần, cái cây đó nó năm vị. Tao về núi mình tao đi quần nữa. Cả 10 ngày tao kiếm cái cây đó không ra. Cái cây để mà đâm làm rượu cần đó. Dạ. Yeah. Cái con nghe cái ông mà dân tộc người Hơm Mông, ông kìa đó con gặp ông nói gia đình có trồng cây cần. Mấy ông kêu cây cần không à? Là để nó làm rượu đó đó. Bẻ lá đọt rồi cái để vô cái cối như cái cối có cái eo vậy đó, cối bằng cây rồi cây đầu vô đông nát rồi để nếp vô trộn rồi cái nhận vô à. Dạ. Khi đó con gặp cái ông dân tộc người mà ông chở vợ ông đi đẻ ở bệnh viện Nhi Đồng Một á, đẻ rồi chở tới đó đặng bị sinh non đó ông Tư. Ừ. Rồi chở đứa con tới đó đó mà ông nói chuyện tiếng Việt cũng gành lắm, cũng im lắm. Ờ, trên nói chữ lộn mà chữ cũng lợi. Mà vô đó là miễn phí hết ông Tư rồi. Người dân tộc thiểu số. Dạ. Mà lên đó cái người này người kia nó thấy ông nghèo người ta cho tiền người 50-100 vừa dư tiền cũng con quay mấy thằng bị rắn cắn đây cũng vậy đó. Dạ. Tre đó về cũng còn mấy chục triệu đó. Dạ, thấy tội nghiệp lắm.
giờ nó giàu hơn mình. Cái nhà ăn tầng, cái khu mình đi ghé nhà ăn tầng kia đó, mày nhớ không? À, kỳ đó không có mày, có thằng Hiền à, không có con với thằng Tân đi. Ghé rồi bữa ông nhậu, nó mần con gà trống đó 3 kg. Nhậu anh mửa tại chỗ, rồi mình ngủ vậy nó mửa đầu đóng, tao ngồi vậy luôn. Hiền á, Hiền khùng. Thôi thì bữa đó coi nó đem trái khóm mà trái gì đó, mấy miếng khóm. Ông Tư hồi nào giờ ở ngoài rồi, ông có đi ra tới Tây Nguyên nữa không ông Tư? Bên vùng núi Tây Nguyên á. Có biết đâu hồi đó rừng bao la trời đất, coi tao đi tới Quế rồi ngoài, vị trí 17. Dạ. Còn bên cái cánh mà Tây Nguyên mà giáp với Lào á ông Tư? Không có đi. Không có đi ha. Ừ. Có đi lên Buôn Mê Thuột rồi này kia, Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột rồi đó. Yeah. Có đi. Bên Tây Nguyên nó giáp với Campuchia. Campuchia. Dạ dạ. Còn từ đó qua Lào cũng còn xa lắm. Còn xa. Lào tới Quảng Trị gì ngoái là ông Tư ơi. Ủa, mới có cái cửa qua. Nghe nói Tây Nguyên ở vùng vùng núi đó cũng hiểm trở lắm đó ông Tư. Hiểm trở lắm. Mưa này nó sợ nó lỡ nhiều. Còn chưa có đi, nghe nói không à, không biết. Thì có nhà trắng tay, không còn vợ còn con còn sống, ngự hai ngự đó có dạ. Gì ăn cái đồ nghiệp ghê. Rồi tài sản ở trong nhà, rồi ban đêm có ông chạy ra khỏi bị nghe động đất rồi chạy ra, đâu có dắt vợ dắt con gì kịp đâu. Dạ. Nó ụp tới cái mà nó tiêu tùng vợ con mất tiêu, chôn vùi hết luôn, chôn vùi. Có nhiều cái video mấy ông bộ đội cứu người ông Tư, không dám coi luôn. Cứu mấy người bị chôn vùi. Cây 2-3 mét trình bụng như nắm thọt vậy nè. Chừng nào mà thọt nó xì hơi thúi lên nó mới biết người đó chết đó. Yeah. Chứ nó không xì làm sao con biết. Đâu biết ai nằm chỗ nào đâu. Mà bụng trình không nữa. Yeah. Đem chó nghiệp vụ vô chỉ đánh hơi vậy thôi. Rồi xe cuốc làm sao con cuốc hàng cây số vuông đất bùng lầy con cuốc dạ. Nổi. Quá tàn luôn. Tội nghiệp ghê. Cứ đó người ta mới biết đường ta tìm cho mình dạ. Là con không dám leo lên không mấy chỗ đi. Đó đâu. Dạ. Đi bậy ảnh ủi cái nữa mất. Mất tiêu. Vợ con mình không biết đường đâu kiếm mình. Dạ nguy hiểm nữa. Nguy hiểm lắm. Bị mình đâu có rành đường đi nước bước ngoài không Tư? Không rành đâu. Mà làm như con đi được, tao đi gì nổi. Yeah. Đồi núi nó mấy đi không nổi. Thua. Mấy cái đồi núi ngoài gì đâu mà đất cát không mà thành ra mưa hơn cái nó xấu á. Cái nó lỡ nó đi nguyên một về nguyên không về. Nghe nói trước khi lỡ núi nó nổ một tiếng rung rinh núi khu đó. Con không nghe, con không biết. Nó chỗ nào lỡ nhiều nó có nổ một tiếng gì. Dạ. Yeah. Vậy sao? Ừ. Kì. Nổ rồi đất chùi xuống luôn. Dạ. Yeah. Ông thổ địa ông bắn pháo binh không á. Bắn báo động mà không mình không biết đó. Mà tránh gì kịp, biết cũng tránh không kịp. Không kịp. Dòng đương trong gia đình ngủ đầm ấm vậy nó một cái ùm đẩy nhà người mất tiêu đó. Đâu biết. Có chạy kịp không Thư? Hay giờ chạy kịp. Chạy không kịp. Ở đó đâu phải đường như mình lưu thông. Yeah. Đèo ải quằn mà ngộ hay ông Tư không có đồng bằng mà toàn là đèo đồi núi không à. Núi không ở ngoài. Yeah. Con đứng ra trên đồi này cũng như nó đây ra đèo Hải Vân nè. Yeah. Con đứng con dòm mày đếm núi lát mày xỉu luôn đó, không biết núi đâu mày đếm cho hết. Yeah. Quý báo chừng đầu quý. Yeah. Cái phước cái đức của mình nó mới quý. Yeah. Hơn cái báo vật. Như ông phong thủy ông đó ông dẫn đi coi phong thủy đặng đào nguyệt cho ông cha ông. Ông đi tới đâu thì ông gặp người ta ông giúp đỡ tới đó. Đi dọc đường ông Tư. Ừ. Cái ông phong thủy ông thấy vậy ông la thôi đi về quá. Cái ông kia la chưa coi mà về vậy la thôi. Phong thủy của ông tốt lắm rồi. Khỏi coi. Khỏi coi. Bị gì ông tánh ông cái tánh ông tánh từ bi đó ông Tư. Ừ. Tánh thiện quá tốt rồi. Cho nên đi tới đâu thì phong thủy ở đó đều tốt hết. Khỏi coi.
Cái đó là câu chuyện có thật ở bên Trung Quốc đó ông Tư. Nhiều cái chuyện lắm nhưng mà nó cách xa ngàn dặm mình sao mình biết được. Dạ. Chứ bên Trung Quốc nhiều mẫu chuyện, chuyện xưa, chuyện này kia từ bên Trung Quốc mà qua không. Dạ. Chứ con thấy Việt Nam mình có mẫu chuyện gì đâu. Dạ. Bà Trưng, bà Triệu gì đánh giặc rồi đâu có lên chuyện lên thơ gì đâu. Đánh tàu nó đánh không nổi thì nó bắt tới với chồng con nó hành hạ. Mình hồi xưa biết mình dân Nam An, nó kêu gọi là dân mọi rợ đó. Cái đó là mang rợ. Bên Trung Quốc kêu không thôi. Ừ. Ghê à. Bảy cái nhà nó cho con dao bằng cá à, nó khóa trong cột nhà. Bằng cá chắc thịt gì có giờ có giấc đó. Chứ không phải là mình làm giờ nào mình làm sao không tôi. Không làm giờ nào được, nó cứ đã cai trị mình mà. Rồi như bác cháu mình nó đài xuống biển mò ngọc trai, đi núi tìm đá quý, ngà voi, nanh heo, rừng rồi này kia. Ủa Trung Quốc hồi xưa nó ác với mình vậy đó. Trời ơi, 1000 năm lận năm ơi. Còn 100 năm đô hộ giặc Tây nữa. Tây nó kiềm chế mình cũng ít. Nhưng đừng bà con gái mình nó bắt nó làm vợ làm con nó hết à. Hồi xưa bởi bác cháu mình giờ đâu còn nội giống cố cụ mình nữa, lai hết trơn rồi. Vậy là hồi xưa Việt Nam mình hồi mấy trăm năm trước là khổ dữ lắm phải không tôi? Thôi mình ở ven biển không con. Bây giờ nhìn lại cái đất nước mình được thái bình lại, cái nhìn cái nước ngoài nó đánh giặc cái thấy đau xót lắm không? Không biết bao nhiêu xương máu con người đổ xuống mảnh đất này. Yeah. Rồi cho bác cháu mình giờ còn ngồi đây cười giỡn hóng hết nè. Cũng nhờ ông bà tổ tiên mình ngày xưa. Ừ. Bởi vì cái trong giảng thầy đó có để 4 ân đó ông Tư. Ừ. 4 trọng ân. Dạ. Ân đất nước, ân tâm bảo, ân cửu quyền, ân đồng bào nhân loại. Nhất là cái ân đồng bào nhân loại mà mình giữ không tròn này con. Dạ. Hết làm người. Mình sống ở đây mình nhờ quần áo nè, đồ ăn. Tức là giữa hai bác cháu mình mà mình không thương nhau, không tương trợ, không giúp đỡ nhau rồi còn nói gì nhân loại nữa. Dạ. Bởi vì quần áo mình cũng nhờ mà nhờ người khác. Nhờ người khác may mà mặc cho mình mặc. Ừ, như con làm nghề YouTube này con mới nhờ cái thằng chế ra cục pin. Dạ. Nhờ cái thằng nó chế ra cái máy điện thoại. Dạ. Kể cả đôi giày, đôi dép, cái nón con đội đầu cũng vậy. Dạ. Yeah. Cũng nhờ người khác. Cái gì mình trong mình xài nó là điều nhờ nhân đâu loại. Đâu có cái gì tự của con đâu. Đâu con xét kỹ trong người con đi. Dạ. Yeah. Đâu có gì của mình đâu. Không có gì. Bởi khi Đức Phật Ngài mới nói là thở ra không hít vô là rồi ăn kiếp. Dạ. Yeah. Rồi mình nghe nói sao Phật nói vậy mà thiệt vậy. Y gan vậy. Đương cười giỡn, cười vui, hấn hở, nhậu nhẹt, la lối vậy rồi nghỉ thở rồi còn gì nữa. Dạ. Xong người, đời người. Cái số mình nó ngắn ngủi bao nhiêu đó nhưng mà ta không nghĩ vậy. Dạ. Ta nghĩ sống lâu không? Không phải nghĩ sống lâu mà ta nói còn ngâm ngáp cũng sống nữa. Cũng sống. Ừ, cài sống thì sao ngâm ngáp mà sống được, con dạ. Nghĩ đi. Khỏe mạnh mới là sống. Ờ. Để nói cái chuyện bần cùng người ta nói ra mình không lẽ bác cháu mình đi cãi với họ. Nên cái 4 cái tứ ân nữa hay là mình thấy mình trả chưa xong rồi ông Tư? Thứ nhất là bác cháu mình ở trong đất nước Việt Nam mình mà mình không nhớ ân đất nước thì mình nhớ ơn ai? Dạ. Ai gầy dựng cái đất nước này cho bác cháu mình được ăn no ngủ ấm đây. Rồi ân đồng bào nhân lại, ai dệt quần áo cho con mặc, ai dệt mùng cho con ngủ. Dạ. Gọi là nhân loại, đối nhân chữ thế đó. Ân cửu quyền thất tổ nữa. Rồi không vì có sanh... cửu quyền thất tổ, ai sanh mình là ông bà mình. Dạ, ai sanh cho ông bà mình, ai ông bà mình sanh cho mình. Ừ. Dạ. Ông bà mình sanh cha mẹ mình, cha mẹ mình sanh ra mình. Dạ.
Người ăn tam bảo. Ăn tam bảo là nói chung, tức là gồm cả Phật, Thánh, yeah, Tăng nói chung á. Dạ. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đó con. Dạ. Yeah. Ba cái đều quy y. Mình biết đến cái đạo, cái lòng thiện, cái lòng từ bi, mình cũng nhờ cái ân tam bảo không Tư? Cũng có. Dạ. Con biết được cái đạo nhân đạo thôi cũng, dạ, con cũng có cái tình thương rồi. Còn cái tuổi ba cái tăng, áp canh tăng thì tuổi đó người sao ăn thịt người, con thấy vậy con ăn mình gấp được không, đói cỡ nào tao cũng không ăn được. Miền ma đó, hổm nó nội chiến đó. Ừ, thà chết chứ còn ăn thì sao mà ăn được. Dạ. Bởi vì bây giờ con thích đi làm chuyện xã hội không Thư? Đi làm thiện nguyện rồi kia giúp xã hội. Cũng tùy theo mỗi góc độ con người. Mình có nhiêu mình giúp rất nhiều, ừ, chứ mình không có ép buộc được. Có nhiêu mình giúp nhiêu. Tùy theo góc độ cái nghèo, cái đói của mình, cái khổ, dạ, của mình. Cũng như khả năng con, giờ con chỉ giúp cái lời nói, con quay cái này hình ảnh, yeah, này kia cho xã hội người ta coi, yeah, người ta mới gửi tiền gửi của giúp cho cái chùa đó, cái người đó, yeah, con không quay được người nước ngoài sao người ta biết, ví dụ vậy, yeah. Cũng như cảnh bác đây trực tiếp con quen hơn năm nay mà thấy cái nghề rắn cắn này, cái trường hợp vậy đó là con không quay trên đại chúng ai biết. Dạ, đâu ai biết. Thầy thì hàng trùng, hàng triệu thầy. Dạ. Đâu ai trừ bằng mình, không, tao không có khoe tài đâu mà tao nói thực tế với con. Không có ai bằng mình hết trơn người ta đâu. Dạ. Nói thứ nhất là mình có cái tâm đạo rồi, con phải tận tâm con giúp đỡ người hoạn nạn. Có lời thề đàng hoàng đó mày, đem hết năng lực cứu mọi việc thiện. Hồi đó học cái nghị rắn là ông cũng thề nữa hả ông Tư? Thề chứ. Trước khi vô học là thề trước hả ông Tư? Thề nặng lắm hả con? Dạ. Yeah. Học bùa ngải này cũng phải thề trong cái câu thề đó đó. Vì sao? Ừ. Nếu mình làm trái lời thề trên với tổ thầy, mình phải chết trên đạn trường đao kiếm hắc kinh tiên ngải đó mày thấy luôn. Ghê. Ừ. Thề thấy ghê. Chứ không phải dễ giỡn đâu con ơi. Nguy hiểm lắm. Rồi người ta thấy lợi dụng cái nghề nghiệp của mình được tiếng đồn này nọ, cũng như con quay mấy năm nay quay cho với bác. Đồn cái kia mình thấy cái lợi nhuận quá cao của mình tiền. Dạ. Giờ cái bệnh này tôi ăn 100 triệu vậy đó, nếu gia đình đồng ý tôi làm. Nhưng mà gặp thằng tăng trên chùa và thầy với thằng tre bệnh là tiền đâu nó cho mình 100 triệu. Dạ. Mạng chết cái bệnh đây mà tiền đâu nó cho. Nhưng mà cái nghề này nè, mình làm mà mình ăn tiền riết tự nhiên hết hay luôn đó ông Tư. Tự do mình. Dạ. Con ăn tiền hay không ăn tiền mình cũng không đòi hỏi. Dạ. Ai mà người ta cúng tổ người ta tùy lòng người ta cho nhiêu cho. Dạ. Chứ mình không có nói giá. Không có nói giá, nói dạ. Cả gì. Đúng rồi, mình làm cái gì sai là cũng có tai nạn ập tới liền. Sai cái đạo nhân. Dạ. Đạo tâm mình. Sai là tai nạn tới liền. Mình làm đúng thì tai nạn nó trải qua, trôi qua luôn Tư. Ờ, con nhớ cái câu thiên võng khôi khôi sơ nhi bất khả lậu không? Dạ. Yeah. Lưới trời lồng lộng nhưng mà đâu có lọt mãi lông nào. Dạ. Yeah. Lưới trời lồng lộng ti thưa mà khó thoát. Ờ, tâm linh mắt thánh xem bốn cõi, tánh hiển tai thần lóng bốn phan. Thì bác cháu mình nói đây chứ mà ổng nghe rỗng rẽn còn hơn máy truyền hình con. Yeah. Hơn máy điện thoại con. Sao giấu được? Nè ông Tư, con này con tê tê không Tư? Ừ, con nè. Dễ không á. Mày chưa biết nó đâu. Con thấy trên TV mà chứ ở ngoài con đâu có gặp đâu. Ảnh hiền lắm. Ừ. Ảnh á. Hai con nó đu đu trên đó. Ừ. Ảnh leo lên ăn mối, mấy ổ mối lót cây á.
Ông mối kiến vàng đồ không à, anh leo kiến vàng anh chui đầu anh thấy cưng ha. Ờ anh phùng mà anh đâu có răng cỏ cắn ai. Dạ. Yeah. Cái hai con này sao nó bự dữ ông Tư? Hồi con tao bắt mười mấy ký. Dạ. Yeah. Bự gì nè. Dạ, yeah, ôi ôi. Anh cuộn cục lại mày ôm không giáp bằng cái thúng á. Bự dữ hả? Ừ, mười mấy ký luôn mà. Anh cuốn tròn lại. Dạ. Yeah. Mày gặp ảnh bò chạy lộm thộm thộm mà tấm ảnh một đá ảnh cuốn cái ồ lại. Gì vậy? Chừng sức con ba thằng gịch tối ngày chưa ra cái dòng ảnh cuốn nữa. Ý rồi nó gặp mình nó không bỏ chạy sao ông Tư? Không. Cho ngộ à. Anh chạy đâu có lợi mình, anh chạy lục thục thịt. Dạ. Mày đá một cái ảnh một cái ồ ảnh cuốn lại rồi mày quải đi tới Sài Gòn Hà Nội cũng không mở ra. Ngộ. À. Hiền. Gò mối cứng cỡ nào ảnh bư ảnh khoét cũng ra, ổ kiến ảnh đút đầu ảnh vô. Anh quậy cái mỏ, anh lịch bịch, cái nào anh liếm được, anh liếm. Dạ. Yeah. Có ai nuôi đồ chơi không ông Tư? Ít có ai nuôi lắm con. Dạ. Yeah. Nuôi nó đồ đâu cho nó ăn. Bữa nó ăn kiến mối không à. Dạ. Yeah. Mất đi kiến cho nó ăn hoài. Có đâu anh ăn cho đủ. Nhưng mà anh hay cái mày, ví dụ bốn thằng mình rinh cục đá, mày dằn lên cái lu, cái khạp da bò mày nhốt ảnh trong á. Dạ. Yeah. Sáng cục đá đó không xe dịch dở cái lu không anh đi mất rồi. Đi bằng cách nào kỳ hết không Tư? Anh ủi cái mỏ lên anh ủi anh đi ra gọn bân. Anh dẹp cái con người anh lại anh đi ra. Dạ. Dễ hey. Á, anh chạm đá. Dễ anh bây giờ cũng mấy triệu một ký đó năm chứ không phải rẻ. Cái dễ nó trị cái gì không Tư? Nó trị nhiều bên phong tình. Phong tình là phong gì không Tư? Phong tim la nè. Vậy sao? Ừ. Thuốc tim la nè không có ảnh. Ngon à? Ừ. Phong tình. Thứ mấy triệu đó. Nào giờ mới nghe. Vậy chứ thượng mã phong này cũng là tình, phong tình. Dạ. Yeah. Ngủ với vợ rồi quéo le lử hả họng chết. Mà mấy người chết đó chừng một tiếng rưỡi cô chưa xìu đó. Kỳ hết không ta? Ừ, cứng hoài chừng nào mà tắt hơi thẳng rồi mà cũng mới xìu là chết. Đó là nó kêu thượng mã phong đó không? Thượng mã phong. Rồi còn đừng bà bị hạ mã phong nữa. Dạ. Yeah. Là tức là đừng bà sanh non ngày non tháng mình ngủ với vợ mình á. Bị hạ mã phong, người sống cũng như người chết, không biết gì hết. Là cái như không biết gì luôn không? Không biết gì hết. Như người được giặt luôn. Như y như cục thịt y... nhưng mà không có chết không Tư? Cứu kịp bây giờ sống nhưng mà cứu không kịp chết. Nó cũng có mấy tiếng mà ghê. Cái thuốc đó nó dễ lắm, không khó. Yeah. Đừng bà nó bị vậy đó, con lấy cái quần lót của mình đó. Yeah. Mày đốt cho cháy thành tro vậy đó, cái con để vô cái tô cái chén con chế nước sôi vô đậy hùm lại lát chắc nước nó uống cái nó thở cái kỳ vậy đó. Bây giờ tới chừng uống rồi mà hết là biết lại nói là uống nhắc chữ tự nát ông bà. Vậy chứ cái dao thai mình á, tụi bác sĩ nó lấy nó luộc nó xào nó ăn đó con. Ăn được sao ông Tân? Rồi mấy bác sĩ nó ăn hết trơn, mấy người tốt tướng mập mập đó đẻ con ra lấy nhau hết trơn. Nó có tác dụng gì ông Tư? Ăn nó khỏe, người nó mập mà nó nói vậy chứ tao có độ khỏe mập gì mà mình ăn đủ ghê vậy. Nó ngừa bệnh này bệnh kia, tao nó ngừa mẹ gì nhát vô gì vợ lỡ nhiễm trùng rồi sao? Không nhiễm, bị nhau thai nó đã hấp rồi. Yeah. Nó khử trùng rồi không nhiễm. Hồi xưa là con nhớ anh nói ngừa các thứ bệnh thì tao nói ngừa cái gì. Chứ bác sĩ mấy người sanh đẻ mà tốt tướng là nó lấy nhau trơn, nó xào ăn trơn à. Yeah. Xào với hẹ không ăn. Ghê rồi. Tao mướn tao ăn miếng rồi mày sống lại 100 tuổi tao không ăn. Ghê. Ăn con người riết rồi của mình không biết cái gì đâu nó mà từ đâu nó. Bù hung, bù xích, bù kẹp. Cũng như có nhau mèo á, người ta nói nhau mèo lấy hên đồ này kia. Cái nhau mèo nó bỏ trong mùng con á. Tự nó tha lại không Tư? Tự nó tha lại, nó bỏ trong mùng á.
rồi con mới phơi cho khô rồi để gói mai cái bọc đựng nó. Hên là mấy thằng cờ bạc bông dụ đồ này kia đó, đi đánh bài đồ là không thua nó không tư, bác cháu mình bỏ trong rồi hư luôn. Có đánh bài đâu. Như nhau nhau con này con kia rồi nó có mà đâu hồi nào giờ đâu có ai thấy hết không tư? Thấy chứ, nó đẻ ra nó ăn hết trơn. Chó mèo gì nó cũng có, bò trâu gì nó cũng có thôi, đẻ rồi nó nhai nó ăn hết rồi. Tới người ta mình còn ăn của người ta đó, mấy bác sĩ tao nói tao biểu tao ăn một miếng còn mà sống 200 năm tao không ăn, chẳng thà cái gì khuất mặt mình không biết. Dạ. Vào nhậu trước cũng nghe nói vậy đó mà la bác sĩ Trung Quốc vậy không thưa? Đâu có, Việt Nam mình, Trung Quốc. Mà chắc có lẽ là Trung Quốc nó bài. Dạ. Vì đó con cũng cũng nghe nói nữa mà nghe là bác sĩ Trung Quốc. Nói chung bác sĩ nó học nó truyền bá nhau nó biết. Ăn cái đó nó khỏe mạnh con người sao gì đó. Dạ. Yeah. Thôi. Cũng như không... nhiều người đồn nói uống nước tiểu đồ này kia. Có cái đó nhiều liệu pháp, tao có sách một lần có sách. Dạ. Yeah. Tao có cuốn sách đầu tiên đây rồi cho mượn đọc riết rồi lấy luôn. Con uống nước tiểu của mình. Dạ. Yeah. Rồi lấy nước tiểu mình, nhất là nước tiểu buổi sáng đó, con đựng trong chai đó, rồi con hâm sa bóp làm thuốc sa bóp. Yeah. Đau khớp, đau cơ, đau lưng, đau gối gì đó mày bóp hết. Cái đó là cái phương pháp của Okinawa, là của cái gốc của Nhật Bản. Yeah. Nhưng mà nói cái nguồn gốc thì của Ấn Độ, Tây Tạng. Yeah. Mấy cái ông thầy bên Tây Tạng, ông luyện trong tỉnh thất, mấy ổng uống nước tiểu của mấy ổng không cần ăn uống gì hết. Yeah. Đái nhiều uống nhiều nó cũng có trị bệnh rồi luôn hả ông? Trị bệnh luôn, trị bệnh cuối đời mình đó. Hồi đó bác có cuốn sách đó. Yeah. Cái đó nó kêu là niệu liệu pháp. Yeah. Tự mình đái ra là mình uống. Bởi vì con nghe nói lâu lắm rồi mà con nói nước tiểu mình từ đâu đó cũng cuốn sách rồi cho mượn riết rồi lấy đâu mất tiêu luôn. Thải ra rồi mà lại có cái mà bởi con thấy con uống nước lạnh vô đâu có bọt. Yeah. Mà khi con tiểu ra bọt nhóc. Yeah. Nước tiểu để trừ cho mấy người bị đánh té cây tức lói nè. Yeah. Là thằng dược đó mày. Với đàn bà đẻ mà ngày xưa đó ông Tư phải có dùng nước đó, uống nước tiểu của mấy đứa mà một tô á, nước tiểu đồng tử á. Dạ. Yeah, nước tiểu nít á, tiêu với muối rang hết nổ, uống sổ lòng á. Dạ. Nó sổ sạch máu huyết trong người nào cũng uống âm đạo hết, người nào cũng phải uống. Dạ. Bây giờ nó có uống đâu, bây giờ đâu có uống nữa, hồi xưa kìa mới chích thuốc không mà. Hồi trước vợ con đẻ đó 3 tháng cha mẹ chưa cho mày vô thăm nữa, cha mẹ gì đó anh em bưng cơm cho vợ mày ăn chứ không cho mày vô thăm, sợ động lòng động tâm. Dạ. Bây giờ nó sanh sản trong nó mặc quần nó đâu có kín đáo, thứ nhất đồ cũ đồ rách đồ không à. Yeah. Không cho vô thăm đâu thì nào mới sanh yếu ớt lắm, 3 tháng 10 ngày gọi là hốt bếp đó. Yeah. Xong xuôi mới cho mày tắm rửa mặc đồ này kia chứ còn xông hơi trong hôi rình hay vô thăm. Không cho vô đâu, còn giờ dễ đẻ bữa trước bữa sau là nó nằm ôm nhau sạch nẻo rồi. Ở mấy chết yểu. Dạ. Bởi vì người những người xưa đó bây giờ người ta già mà người ta còn đi đứng phải re hết ông Tư. Ừ. Còn bây giờ lớn 40 tuổi đi hết nổi rồi. Tiếu xìu rồi. Cái tội là không có xong hơn. Dạ. Với ngày xưa đàn bà đẻ người ta cái bụng không bị phệ nữa. Không có phệ. Con mắt nằm chấp và hơi lửa. Dạ. Xong hơn. Rồi ăn cá kho mày ăn tiêu với muối mày ăn không nổi luôn. Cá kho quẹt. Ừ. Kho tiêu với chuối thì có ăn nhiều thôi. Không có canh nữa.
không có cho ăn canh đâu, ăn dạ. canh sau này con lấy dầm ngộ ăn cái chắc có nước là sau này toàn là ăn đồ con mắc đái con tụt quần không kịp đó ngộ cái đường sinh dục của đường bà đâu phải như mình dạ. mình qua trung gian có cua ấy đường bà mà nó mắc đái rồi nó quất thẳng ra luôn dạ. chịu mà nín nín quá, không được nín quá không được mắc đái là đái chứ còn nín thì nhiễu quần hết á không có nín được mình còn nín được đường bà vô phương nín yeah. đường bà mà từ hai con đổ lên là mắc đái rồi phải đái liền chứ còn không nói nín yeah. nín là nó đầy quần luôn bởi vì đi xe đó là trên xe phụ nữ mà đi dọc đường mà mắc đái là phải ngừng cho mấy bà đái thì ừ chứ không thôi bây giờ băng vệ sinh đó con yeah. mày có đái ướt cái băng đó cũng không có ra nước ngoài được nữa tao đi đường xa tay ấy gì. Làm phụ nữ cũng khổ. Nó có khổ gì. Phải một đời chồng nữa, con ấy nó chưa chịu. Rẻ lắm cũng 50 đời. Hồi xưa là cái gì cũng lành mạnh chân hết ông Tư. Lành mạnh lắm con. Dạ. Chân chính ngay thẳng lành mạnh. Bây giờ hết lành mạnh rồi. Hồi đời tụi tao nè 14, 15 tuổi là vú vậy nó tròn như trái quýt vậy đó. Dạ. Thẳng bằng mày bóp cứng ngắc hả? Dạ. Yeah. Tụi tao chơi bóp nhau hoài gì bóp đau không chữ. Đâu biết cặt gì. Đủ mẹ cho cái vú mình là lấy cái quýt cái cam mày động đó. Bị mẹ mày nó thi công nó nổi u lên gì đó. Chết mẹ mày coi chừng mày đau vú đó. Vú vậy. Vú vậy á. Bây giờ hồi xưa vú vậy đó tao mới mặc kêu ngảo lá đó như yeah. áo thun mình mà bám mấy ba mai cột dây hai bên nữa cứng ngắc à yeah. không cho dậy vú còn giờ con thấy nó vú mốt đó yeah. hồi đó tao đóng Đồng Tháp 50-60 tao ngu cô giáo nó chạy ngang cái đồn tao là học sinh nó cũng đi bộ đi đồ cô giáo gì chạy xe đạp là cũng sang lắm đó yeah. chạy nó dằn dằn sao rớt cái vú vú cái nó làm cái xương bằng mũ á như cái xương nó lá mình vú giả con nhỏ học sinh nó lượm được nó nói ông hỏi gì nói cái này cái gì tao nói tao có biết cái gì đâu cũng giống cái xương nón lá không biết tao đem tao hỏi bà già bà cười bà cười ngắt ngay ngắt ngưỡng bà nói trời ơi tội nghiệp của mày không biết cái gì nên tao nói không thấy sao cô này cô rớt cái vú mà không thấy chảy máu chảy gì đó bỏ cô chạy luôn bà cười nói, trời ơi cái đó vú giả người ta đó con ơi nó y như cái sườn non lá bị đem lại cho bà coi mà yeah. nó ép bằng mũ rồi ở ngoài người ta mới mặc áo nịt vú vô nó giữ cái đó rồi chạy bị nó lõm cái vú nó nhỏ lõm nó rớt yeah. rớt trong áo đâu có hay yeah. rồi chạy luôn bị nó rớt trong áo con nó rớt xuống đất có hay đâu cũng như ông Bảo Quốc á ông hài kịch á ông với ông kia hài kịch ông kia thì đố ổng mà đời người mình trải qua mà mấy đời cái ông là ba đời cái ông kể là đời đầu là đời đồ đá đời sau là đời đồ đồng đời bây giờ là đời đồ giả ông kia ông hỏi làm gì đồ giả là bây giờ thấy không cái gì cũng giả chẳng con người cũng giả nữa giả không à mặt nó về cái nó đội mặt nạ vô khác à vẽ râu vẽ ria cái thành người khác à hay cái gì cũng giả được con thấy giờ nó đóng kịch đóng đồ này kia nó mặt nạ nó làm giả nhìn không ra yeah. có mấy năm trước con nghe đồn mà ở trên lâu rồi lâu chứ không phải mấy năm cả chục năm đồn ở bên Campuchia ông Tư nó lấy phần người nữa tứ khải ông Tư nhóc mãi cải vẽ dúng trong mình tức là cải xà lách son trong mình á mình ăn đồ sống rồi này kia nãy yeah, đó yeah, yeah. mà cải của nó lá xanh chứ không phải lá trắng như mình mà nó dúng con ăn nó mềm rất ngon yeah. bà nội bữa đầu tao ra ăn dòng tà hủ 2000 miếng bự vậy nè yeah. tao quất miếng tà hủ gọn bân đâu chừng 1 kg cải đó vậy
tao ăn quá ngon rồi, sáng tao ra ngoài chỗ nó bán, tao thấy cũng bán. Rồi sẵn đi ra ngoài ruộng nó chơi, ruộng ngựa gặp trưa 11, 12 giờ trưa nó đi chợ về rồi nó ăn cơm rồi nó mới gánh phân ra ngoài nó tứ. Yeah. Nó cũng cất nhà cầu vệ sinh như mình, có cua, có cổ cò này kia đàng hoàng, nhưng mà sao nó chưa có đường chạy riêng, có cái bồn riêng, độ yeah. ngựa nó múc tứ. Ta thấy sao đụng đi vòng vòng để thúi hỉnh hỉnh hoài quá. Chuyện gặp để ý ra nó gánh ngoài văn ngoài tứ. Bà nội cãi con thấy sáng nó tứ, ra mày ra hừng sáng mày ra cãi nó mướt rượt nó xanh ẻo. Mà lá lớn hơn bình thường. Lá lớn. Ngựa rau muống cũng vậy. Trưa nắng nó héo queo, sáng nó tứ mày thấy ngọn nó bành mạnh. Thôi rồi tao nghỉ ăn luôn. Nghỉ ăn. Bữa đầu ăn biết đã luôn. Ăn không muốn nghỉ á. Nghỉ ăn mà ăn rồi thuốc. Dòng cây cải con bóp lại dừa miếng màu mình lắm. Dạ. Yeah. Chấm tương đồ này kia ăn ngon lắm. Nó mềm mà nó non nữa. Ờ mềm chậm ăn đã. Cải bẹ dúng mình mà y như cải lá son mình nó mềm yeah, đã. Yeah. Cải đó nó dùng từ Đà Lạt ra ngoài mới trồng được. Cái lá cải đó lá lớn. Ừ, lá lớn mà nó dúng 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 đã. Dúng á. Dạ. Nó kêu cải bẻ dúng á. Không, cải bẻ dúng trong mình thì thiếu gì. Dạ. Nó y như bắp chuối mình á. Dạ. Nó trắng tư rồi, còn cải ngoài nó y như cải lá son mình nó xanh. Nó bẻ ra gì đấy không? Không, nó cũng nùi lại. Dạ. Cái non trong nó cũng quấn nùi lại mà nó không khít như cải bắp cải của mình. Yeah. Nó rời rời ra nhưng mà nó không nó một cục. Nó rời ra ăn mềm mại, nó ngon sao. Bữa sau ra tao gặp tứ. Gặp cái dội luôn. Gặp dội luôn. Coi coi chồng cách nào mà ngon quá. Dân Hà Nội năm ơi, mày thấy đường bà nó cực như dòi mẹ. Đường ông sung sướng. Đường bà 1-2 giờ đêm là anh đẩy đồ ra chợ rồi. Đẩy xe đạp không à. Nghe nói gì ở ngoài miền Trung, miền Bắc rồi chứ. Miền Bắc chứ miền Trung đâu có. Đường bà nuôi đàn ông không? Không nuôi không à. Dạ. Xe đạp mà nó thồ một cái 100-150 ký đó mày tính. Thì chúng nhau đi một đàn 5-70 chiếc, đứa này đẩy đứa kia lên dốc rồi mới đẩy tiếp nhau lên chuyền lên. Dạ. Cho hết mới đi. Dùng cái sông Hồng cái dốc nó xuống về nó đẩy rồi đẩy lên dốc cái nữa. Xuống đò rồi đẩy lên dốc cái nữa, xuống đò thì nó nhẹ nó gịch lại không à. Dạ. Chúng nó gịch mà xe đạp không à. Con nhỏ nó quen bác đó, chiếc xe đạp nó sửa mà lẹ hơn mà con cá. Nó thay bánh trước bánh sau, cầm chó gì nó làm rụp rụp mày thấy mau hơn mình mặn cá lóc ăn. Chuyên nghiệp. Tao đứng tao coi nó mặn lắc đầu. Ủa đừng bà gì nó mặn, nó sửa xe đạp. Mà phụ nữ ở ngoài miền Bắc, ngoài vùng núi đó, chạy xe hay lắm ông Tư ơi. Kêu xe thồ ngoài miền Bắc á. Dạ. 100 ký nhậm gì nó tải đạn súng này kia 200-300 ký nữa. Dạ. Thấy chạy xe Honda đó trên đầu rồi xuống đường nhỏ xíu qua cua. Hay lắm mày ơi. Hay mình có 5 phân vàng đeo nhảnh nhảnh miền Bắc. Mày thấy nó nhà lầu mấy chục tầng không một phân vàng trong người nó không có. Đủ mà nhà lầu xe hơi vậy đó sáng cũng gánh phân cất ra tứ ngoài đồng. Bây giờ cũng còn xài phân đó hả? Còn bây giờ không biết làm sao. Hồi năm Bắc qua ra thì còn nhóc còn yeah. hơn. Rau muống, rau đai nó không tiêu phân đâu tốt. Yeah. Phân mình nó quậy, nó tứ không, nước tiểu rồi này kia, nó đái nó đâu bỏ miếng nào đó. Vô trong cái hầm đó hết. Vô hầm hết, tứ. Tao ra tao gặp ăn bữa trước cũng quá ngon, bữa sau nghỉ ăn đi. Gặp cái dội luôn. Gặp dội. Hết hàm. Hết hàm ăn. Nhưng mà cái phân mà vô nó sền sệt dưới nước rồi này kia vậy mà nó tốt ghê hả? Nó quậy lỏng ra nước không, dạ. đâu có phân đâu nhiều đâu. Ra nước hả? Đồng gia đình có 3-4 người ngày đi cậu nhiêu. Dạ. Chưa được 1 ký phân mình nữa, cho 1 ký đi. Dạ.
rồi nó quậy hai ba đôi nước đóng lãng. Dưới phân lâu ngày nó bị phân quỷ, nó đen không Tư, người ta quậy dưới nước không có phân quỷ được đâu. Ủ ngỡ ngày nào nó phân mày chưa tan nó quậy nó tứ rồi. Tứ rồi. Ừ. Rồi nó mới thúi ra đi Phú Quốc bên cũng vậy. Cái nhà thằng đó nó ở cặp với cái rễ đó. Nó mần rễ mà có thẻo thẻo mồng tơi á. Dạ. Nó trồng lá nhỏ nhỏ nhỏ, cọng cũng nhỏ nhỏ. Nó tứ đêm sáng ngày con thấy cọng ngón tay lá bành kỳ. Ôi ôi. Nhất là mồng tơi. Bà Hà Nội nó chịu phân nó cực kỳ. Phân đó làm như phân chất dinh dưỡng nó nhiều phải không Tư? Đúng rồi, có gì bằng phân con người mình đó. Yeah. Mà anh tứ phân người đâu, phân heo. Yeah. Nó nuôi chuồng mấy chục heo, nó phân người mình đâu có nhiêu, gia đình có hai vợ chồng, hai đứa con hả? Yeah. Đâu có nhiêu, quậy tứ. Mà nó thúi phân mình không à, không còn thúi phân heo. Phân mình nó áp đảo, mình nặng quá nhiều vị mà. Yeah. Đủ nữa. Ý sao không tứ phân bò hả ông Tư? Bò đâu có thằng Tứ. Yeah. Tứ phân bò nó nóng còn hơn nữa, phân bò con phải lỏng. Phân bò nóng lắm hả ông Tư? Nóng. Ngộ hả? Bị nó ăn cỏ không đâu, ăn gia vị như mình. Yeah. Mình ăn đủ thứ gia vị, bột ngọt, đường, còn tiêu, ớt, tỏi. Thì phân bò mấy ổng trộn với đất, cái mấy ổng nhồi lại mà để mấy ổng trồng me, trồng kiến rồi đó ông Tư. Nó chết hết, không biết trồng, con trồng chết hết. Mà mấy ông trộn vô chung với đất chứ không phải mình ôm phân bò không? Phân bò mà phải con quay kìa, phân bò nó hết cái chất lượng nó rồi đó. Con mới trộn được, vậy đó mà còn nó còn hư hôm nay đó. Con thấy mấy ông trộn chứ con đâu biết đâu. Hư hết. Bảy phần đất có một phần phân bò còn hư cây. Dạ. Yeah. Nóng. Dạ. Yeah. Kỳ ha. Ừ. Chỉ có cái phần dơi là tốt nhất không Tư? Phần dơi là tốt nhất mà con tứ nhiều cũng không được. Nhiều cũng chết. Ừ chết á. Nóng non quá rồi nó héo. Dạ. Yeah. Nắng rồi nó héo luôn rồi, đi luôn. Dạ. Yeah. Ngộ quá. Mấy cái loại phân mà nó tốt nó ghê. Ừ, bữa đó tao đi có mình tao không ăn thịt chó trong nhà 6 thằng. Nó mua tiết canh chó đem về nó mua cho tao một chén, tao hỏi cái gì? Canh cầy. Thôi đây vô khác. Đủ rồi tao cuốn giỏng liền tao ra ngoài rừng tao văng ngoài. Cho mày ăn nhậu gì đó. Chó làm tiết canh nữa hả ông Tư? Ừ, một chén vậy đó 15 ngàn. Chén ăn cơm. Dạ. Có gì đâu, nó bầm da xương này kia tùm lum rau trống á. Dưới huyết nó tứ lên 15 ngàn chén. Ừ. Không tanh sao ông Tư? Không, mày nó ăn sao mình thấy nó ăn ngon lắm rồi. Kỳ. Trời, luôn có khách quý nó mới đãi ra. Có một lần tao đi lên Dương Tám này ở Sài Gòn á, tao ăn cái canh vịt. Mà vịt chim thằng này nó mặn kỹ lắm. Yeah. Vịt nó cắt hai cái chéo cánh vậy nè. Yeah. Với cái mỏ. Nó chặt múng cái mỏ nó hứng máu không à, với hai cái chéo cánh. Mà công nhận nó mặn tiết canh ngon. Tiết canh con ăn cũng như ăn bánh da lợn. Nó vừa đặc vừa ngon thơm. Đậu phộng củ hành nó rắc nhóc trong á. Ngộ. Nó mua con vịt trống chim 2-3 kg vậy về để tôi làm cho anh ăn. Tôi ăn cái đó không quen vậy. Nó là tôi mần cho anh ăn. Họ có hôi hám mùi vị gì cũng không đâu. Không tanh luôn hả ông Tư? Không mày. Chứ ngò rí mình nó sắc, ngò rí với ngò lá bự mình để vô. Ăn nó còn ngon hơn thịt mình luộc nữa. Rồi thịt vịt với nó lóc thịt không hả? Yeah. Mề gan rồi nó cũng sắc mỏng rồi nó lóc trộn vô. Mà thịt luộc chín hết sang hết trơn thịt hết luộc chín hết rồi. Yeah. Chỉ có máu sống thôi. Máu sống mà nó để thịt vô đầy dĩa nó sắp bằng đậu phộng củ hành nó sắp rồi nó mới tứ máu lên. Mà cái máu cách sao mà mấy ổng làm sao mà nó lỏng hoài nó không đặc á ông Tư? Đặc không, khi con mà tứ vô thịt nó mới đặc ở ngoài kìa, cách sao mà nó không đặc á. Ừ. Ngộ để hả? Trong chén nó không đặc.
chứ thường thường người ta cắt cổ gà cổ vịt để chế ra nó đặc cứng rồi mình luộc nấu cháo rồi đó. Dạ. Đặc miếng còn nó làm mà không đặc bị nó quậy muối với nước trong á. Vậy sao? Ừ. Nó dụ 7 phần huyết nó có trộn 3 phần nước trong. Dạ. Huyết nó không đặc. Ừ, con nói thì sao mà mấy ổng làm sao mà lỏng le mà ổng chế vô. Ừ, chế tưới lên rồi nó đặc. Con rắn miếng miếng cũng như mình luộc chín vậy đó. Dạ. Vì thịt nó bầm nhuyễn hết trơn rồi. Dạ. Mần kỹ ta mới ăn. Ngộ hay á. Hồi đó không biết ông nào mà biết cái món đó mà chế. Canh chó, bò, dê gì nó cũng tiết canh hết trơn. Dạ. Chứ nước ngoài mày thấy nó uống máu bò sống không? Dạ. Uống bò để còn sống gì nó lại nó lấy dao nó gạch cái gân máu cổ nè. Nó hứng mấy lít gì lên súng nhau uống qua pha với rượu nó uống. Bà nó